khi mình có cái bụng ăn no rồi thì mình mới đủ tinh thần để mà sáng tác, để mà thưởng thức âm nhạc. Nhưng mà trong khó khăn thì chúng ta thấy một ama rất là yêu đời. Cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một đồi núi thuộc huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ được chị Hồng Mỹ, là người con của Ninh Thuận, giới thiệu về một hoàn cảnh rất là dễ thương. Và nghe chị nói rằng là đây là hoàn cảnh của một ông cụ sống ở trên này, và ông coi như là một nghệ nhân ẩn mình. Thì hoàn cảnh ông cụ này sao hả chị Mỹ ha? Dạ em xin chào cả nhà và các bạn. Thì hoàn cảnh ông cụ này là ở trên núi của tỉnh Ninh Thuận, huyện Bắc Ái, là lớn tuổi rồi, năm nay là được 62 tuổi, mà bác là đau bệnh nhất tùm lum, đủ thứ các chứng bệnh. Không có đi xuống núi thì lại rất là xa, đường đi thì khó khăn. Ở đây thì cuộc sống cũng rất là thiếu thốn, bác chủ yếu là ăn lá rừng, trồng lá mì để mà ăn qua ngày. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ nhà chị Mỹ dẫn vô trong một tí xíu nữa để gặp ông cụ hả chị ha. Bước qua đây đi. Và nhà của ông cụ thì sau lưng cái nhô đá này nè cô bác anh chị. Ông cụ ở đây thì chủ yếu là ăn lá gừng hả chị? Ở đây là ăn lá đào nè, lá đào non nè. À, lá đào non này ăn được luôn hả? Đúng rồi, lá đào non này hái để mà nấu ăn. Rồi những hoàn cảnh trước thì có ăn lá đu đủ nữa nè. Rồi là lá mì nữa, Lá mì lá nữa. mì. Đây là một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ của ông cụ thôi. Và ông cụ là một nghệ nhân ẩn mình. Và chị nói là ông cụ là có một cái cây đàn rất là lạ hả chị Đúng ha? rồi, cái đàn này là do bác Ama này là tự sáng tác ra luôn. Ama là sao? Ama là người đồng bào á, Dạ. cũng như mình á thì mình gọi là ba má, còn À. Ama là tiếng gọi chung. Dạ con chào Ama. Đây là cây Dạ, đàn chào má. giống như là cây đàn độc quyền ở ở quê mình á, cây đàn một dây màu à. Cây đàn này Ama tự làm hả? Tôi làm Làm lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi. Làm trên Chị Mỹ rồi đó. Dạ. Năm 2017. 2017. Ông trước kia là đàn trước kia ở trên núi á là hơ rồi bé rồi. Dạ. Rồi làm cái mới lại. Làm mới lại. Nhưng mà hơ này là làm lại. À. Cái khó khó khi lỗ u thôi, lỗ u đi chặt nên đôi mẹ đi không được. Dạ. Mà cái này cũng hơ rồi. Có cái bàn ở dưới này này. À, Là có cái bàn nó mới phát âm. Ở dưới vậy này. Là cây đàn này là từ tự chế. Ông Ama là đàn được bao nhiêu bài? Đàn được bao nhiêu bài? Nhiều bài lắm. Nhiều bài lắm hả? Nhưng mà khô họp quá thì đến không nổi. Rồi mà già rồi. Điếu không nổi. Điếu không nổi mà nhiều bài lắm. Nhiều bài lắm. Lúc 120 bài nữa, khá Dạ. không nổi. Một đêm một sáng rồi không hết, không hết bài. Nhưng mà hát thì một hai bài thì được. Ama là chỉ sống ở trên đây có một mình hay sao? Một mình. Có nhà dưới làng không? Nhà dưới làng. Có luôn ha. Có. Ở đây là cô bác anh chị biết là nghe chị Mỹ chia sẻ là nhà nước mình có quan tâm hỗ trợ các nhà ở dưới làng. Tuy nhiên mình cuộc sống làm nương làm rẫy đây quen rồi. Và ông cụ sống ở đây với cái triệu chứng là nhức mỏi hả chị ha. Rồi sống có một mình ở trên này à. Rồi hàng ngày ông Ama ăn cơm với gì? Hàng ngày Ama ăn cơm với gì? Có nếu có gạo thì ăn gạo, con gạo thì bữa trước có mì 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 chín mềm á thì ăn mì. Mì này, lá rồi Lá mì. ăn lá mì, lá không ăn mà cô ở dưới cũng ăn bởi vì nó không chín nữa nó xong. Nấu cho chín. Có gạo một lon hai lon thì ăn lại, còn gạo thì như là gạo 5 kg cũng cũng là được rồi, được no rồi. Là mà già làm cũng xe là muốn được đau lưng rồi đau gối rồi đau vai rồi đi qua đi lại cũng được, đường khó khăn rồi đường núi đường nông cũng đúng. Là Ma có thường xuống làng không? Xuống không núi hả là mà đau đầu quá này đầu này, Là làm sống ở đại đây luôn. làm đại muốn đi xuống tàm xin thuốc mà đi không núi biến đi là bắt việc làm trồng bắp trồng đậu trồng chuối Ama có xương bao nhiêu cây đàn? Có bao nhiêu cây đàn? Một cái đây một cây ở này dưới lằn một cái à dưới lằn một cái nhớ
Nhưng mà sao con đấy nó bọc bằng cái bọc ni lông vậy? Ni lông cũng được. À, cũng kêu nhưng mà làm cái lon à, lon sữa cũng được hết rồi. Còn ở đây là cái hả? Cái này là bằng cái gì hả mà? Cái bầu này. À, cái trái bầu á đúng không? Trái bầu ăn á. À, trái bầu phơi khô. À, bầu phơi khô. Dạ. Đó. Đó là hột nó mà tròn đó đó. À. À, mà lấy cái cổ này, cắt cái cổ này. Cho nên mình quấn cái ni lông lại. làm tối mình là tối ở mình buồn quá đàn chơi mà làm để thơ để làm để chơi mà chơi vui một mình ama buồn. Ama là bao nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi. 76? 76 năm này. 76 năm rồi. Nhưng mà con thấy ông ama vẫn còn khỏe chứ? Khỏe là bên trong bù mẹ mà cũng được đỡ, cũng khỏe quá mà làm được mà hư cái này vui này. Thuộc cái đầu bài này, hồi trước té không đi bệnh viện gì hết. Dừng ở đâu mà đi. Hồi đó là như là thuốc cũ trồng ạ. Thuốc cũ trồng rồi da rồi bốc rồi lấy dầu lửa thoa. Dầu lửa hả? Dầu lửa đó thoa mà nó đỡ nó khuấy sưng. Dạ. Mà có thoa nó sưng quá. Dạ. Lấy dầu lửa thoa lên cho nó bớt bà, đau. Bà có duy lần bà bị không bữa là đi hái mè có tiền mà mua mít tôm ăn thì đói. Rồi cố gắng mà đi lên mè lên hái mè rồi té rồi nó dập cái này rồi dập cái gối này đi lên không được nữa, bột thuốc ở trên này nữa. Rồi ama làm gì để mà có tiền? Làm gì để mà có tiền? Không làm cái gì để mà có tiền, làm thuê làm mướn đâu đó. Một đứa con rể chứ mới, con rể út á, để làm mướn rồi nuôi con nuôi bà đi cho kiến á. Kiến có một lòng nhưng mà một ký hai ký thì được đỡ rồi. À, là một lần hai lần đi làm cái gì hai ba chục chọc kiến á, chọc cái ổ kiến để mà cho kiến. Người ta làm gì bán ổ kiến cho người ta làm gì mà biết đâu họ làm nồi cho chim ăn vậy này. À, cho chim ăn đúng không? Cho chim ăn rồi. À, một ổ vậy là được bao nhiêu tiền biết đâu. À. Mà đâu có làm kiến đâu, một đứa con đâu cái làm. Dạ. Chị là à. con của ama là làm chọc ổ kiến để lấy trứng kiến cho chim ăn đúng không chị? Ăn cũng ngon chứ, kiểu đó ăn không ngon. Nhiều thì bán thì ít quá cứ một chén nửa chén thì nấu ăn thôi. Nấu ăn ơi ít quá mà họ không bán đâu. Rồi trứng kiến đó ông hay làm gì ăn? Làm gì ăn chị? Kiến đó, kiến chuồng rừng. Không, con nói là kiến không ai để ăn á, là làm gì ăn? Mình nấu ăn à. Người ta mua làm thuốc mà. Ấy là cái tổ kiến á, ama. À. Tổ kiến người ta mua để làm thuốc trị bệnh. À, làm thuốc. Người ta mua cái tổ kiến, cái ổ kiến mà cái con kiến người ta vô rồi mấy cái ổ đất mà người ta kiến mấy... tạo thành á. À. Người ta lấy cái đó để người ta làm thuốc. À, đất ha chị ha? Đúng rồi. Con... cái kiến nó bu ở trên cái cây á. À. Đó, rồi nó tạo ra cái đó thì đi chọt cái đó là... để mà bé. Rồi cái sống nó nhỏ. Dạ. Mà nó dài mà đỏ đỏ. Dạ. Đỏ đó. Ừ, đó là kiến vàng á. Kiến vàng kiến đó bù vô cắn nứt lắm. Kiến vàng. Bây giờ là ông hai đang chuốt này á hả? Cây này là cây gì? Cây gì ông hai? Cây lô u lấy này này. Đi đuốc lô ô á, nhớ cái bài hát mà đuốc lô ô bọc đường bên ánh lửa đó là bài đuốc lô ô mà không hát được trong lần này nè. quên hồi nãy là cái cây lô, cái cây lô ô là cái cây là cây này là người ta thường sử dụng để làm đuốc á. Trước hồi trai nó có lịch sử bộ đội ạ, một đứa bộ đội nữ hay ba đứa bộ đội người tài, còn người đuốc lô ô làm nhà là hai ba đứa là già lúa. Đó là bài nó có lịch sử là bài à, để giả gạo. Giả gạo ban đêm. Có nghĩa là ban đêm thì bà con đồng bào của mình á đuốc lồ ô để lấy cái cây lồ ô này nè làm cái ngọn đuốc để giả gạo ban đêm. Thì đó là một trong những cái cách người ta lao động sản xuất, và đó là trong một trong những cái cách để mà trai gái nam nữ yêu nhau nữa. Nó có những cái mối lương duyên nữa đó. Mà không những cây đồ ô làm đuốc mà ama đây sử dụng cái cây lô ô này để mà làm đàn à, thôi thì để cho người ama ta, tất cả đồng bào tất cả người ta không có làm cái này đâu. Dạ. À, người ta không có làm người tế người có điện thoại có máy rồi.
Dạ. Mà người giàu trước kia không có biết làm cái này. Dạ. Mà biết làm có người một người hai người biết làm. Dạ. Mà đến bởi bà đến chơi thôi. À. Mình không biết bên đây bên được đến bài hát rồi. Còn Ama là đánh đúng bài hát luôn. Đúng bài hát luôn. À. Thì đến kia mà chết rồi. À. Bài hát sử dụng Ama hồi Ama trẻ là biết hát. Dạ. À, biết hát. Ama biết hát theo luôn. Theo thời dạy hồi trước hồi trẻ. Dạ. Hồi trẻ. Còn già là như cây mục. Nào đứng rồi. Già như cây mục rồi. Ama nói vậy á. Đó là ta nói hồi xưa có lịch sử. Hồi người Ama là trẻ là yên chân gà. Mà già là yên cây mục. Mà câu hỏi Ama là làm Ama làm cái gì để ra tiền? Hả? Ama làm gì để ra tiền? À, bữa nó là có rèn dao nè, dao thế này nè. À. Đi bán. Thợ rèn. Ba bốn cây. Hai ba cây là ít quá. Đục ngồi quốc vua suốt đào cái này. Đào cái đít được cái đuôi hết á. À, Ama làm thợ rèn để rèn ra cái dao này nè để bán cho ta. Và ở trong cái nhà Ama có một cái là thổi. Điều bán đến bên Mà Rớ. À. Bên đồng bào xã Phúc Thạnh á. À. Vậy là Ama biết kinh doanh. Ama ơi, thôi bây giờ chút xong cái đó Ama đàn cho con một hai bài con nghe với. Đàn nữa hả? Dạ, đàn nữa. Đàn bài gì cũng được á. À, đến bài hồi nãy đó, bài đốt lỗ hồi nãy. Dạ, đốt lỗ. Rồi mời cô bác quý anh chị cùng lắng nghe Ama đàn nha. Có kiếm à. Đồ ghi mi fa sol nó đầy đủ hết. Hay quá. Bài hồi trước kia. Rồi còn bài gì nữa Ama đàn con nghe với. Hay quá chị Mỹ chứ chị hay quá chị Mỹ ơi. Hôm nay là có bài cháu là hôm qua gặp bác Hồ là hát luôn. Rồi. Bài mới. Bài mới bài thằng Tắc trong bài thật tắc trong huyện bãi à là một nghệ nhân thật sự luôn đó nha. Ở bài gì mà mọi người thường hay đọc bài ba cô gái hả? Đúng rồi, ba cô gái. Bây giờ chỉ đàn thôi chứ không có hát nổi nữa. Không đàn. Bắn đêm là nghĩ là nghĩ không. Mình làm bài bài này nó lung sung này hát. Nhưng mà cái bài nào mà Ama tâm đắc nhất? Ừ.
bài mới, bài đó là bài mới. Bài cô cũng nhiều, bài cô cũng nhiều, hát cũng được, bằng đêm thì hát nữa. Người nghĩ không, bọn làm cũng biết, nông thôn nên hát không nổi. Bài cũ là bài gì? Nhưng mà bài con nghe Ama nói là bài mới. Còn cái bài nào mà tâm huyết hồi đó giờ ông Ama mỗi khi cầm cây đàn lên là Ama phải đàn. Bài hồi trước kia mà cũng win, mà nghe nó win. Ban đêm là nó sáng cắt bài nhiều. Bài bị nguôi không à. Còn ban ngày là làm lung tung thì... Dạ. Thôi tặng con bài nữa được rồi. Đây là bài múa. Múa? Bài múa. Bài múa học sinh á. Học sinh hồi trước kia. Học sinh hồi đàn Ama đó. Đời Ama thời lâu lắm rồi. Bài hát con bướm. Con bướm? Con bướm. Sao ha, sao những cái giờ lao động mệt mỏi thì đây là một trong những cái phần để Ama giải trí á, như là làm cho cái cuộc sống ban ngày mà thì... mà là không ngủ mà không nằm cũng giòn sáng mà không nằm được. Tôi làm bồi bài này, dạ. Rồi tranh thủ những thời giờ này bốc năng nia rồi tranh thủ rồi trồng bắp trồng đậu, dạ. Không nghỉ được, nghỉ ban đêm thì nghỉ xuống. Cái này là chấm dây ha mà. Cái này là xuống này. Đây là tiếng to, đây là tiếng nhỏ này. Rồi nó bốc rồi mình chén rồi này, nó lạc hương. Đây là bài này. Đây là bài một bài. Bài đó là bài hút trước tên, bài hút trước kia, bài mới đó. Phải nói là cô bác anh chị biết bài bộ đội hút trước kia. Dạ. Biết là Bùi Hồ cũng chia sẻ rất là nhiều cây đàn của kỳ tài Nguyễn Hồng Phước cũng như là nghệ nhân chính quý ở vùng đồng bằng Nam Bộ và những cái cây nhạc cụ có 102 á, thì ngày hôm nay lại bắt gặp thêm một Ama là người đồng bào có một cái nhạc cụ phải nói cũng có 102, nhưng mà trong cái hoàn cảnh khác nhau thì các ông cụ lại có những cái cây đàn nó khác nhau. Đối với ông cụ đây là người đồng bào, vốn cái cuộc sống đắp đổi việc ăn uống thôi cũng đã khó khăn rồi. Tuy nhiên để cho có một cái tinh thần nó lạc quan để vui chơi sau những cái bữa no bữa đói á, thì là một điều gì đó nó rất là khó khăn. Tại vì ông bà người ta nói là có câu là có thật mới giật được đạo. Và thậm chí là khi mình có cái bụng ăn no rồi thì mình mới đủ tinh thần để mà sáng tác, để mà thưởng thức âm nhạc. Nhưng mà trong khó khăn thì chúng ta thấy một Ama rất là yêu đời. Và hơn ai hết thì ngay tại chỗ này đây, Bùi Hồ cảm nhận rất rõ rằng là hơi thở của ông cụ á, rất là nặng luôn. Rất là nặng. Ông cụ vừa đã, những cái tiếng nhạc của ông cụ á, được thu qua cái mic này để gần đây nè, và những cái tiếng thở của ông cụ được Bùi Hồ gắn cái mic ở đây nè, nghe nó nặng lắm. Vì đâu đó gần 80 tuổi rồi, với cái thời trẻ ăn uống thì cũng rất là khó khăn, thiếu trước hụt sau, đôi khi là ăn lá mì ha mà ha. Lá mì hồi trước kia lấy lao lấy dốc này nó giấu, dạ. Nó giấu mà nó lóc, dạ. Đó là tôi dạ. Đó, dạ. Dẫn rồi. Hiện nay Ama bị hiện nay Ama Ama đồng bào đến này là sống nhà mì. Nhờ ông bà dưới này nè, bên suối kia xì kia, qua mới đi bé làm việc mà bên kia này.
không có cái ăn. Bà đó cũng già mà anh cũng anh của ba mình đó. Ama ơi, hiện nay là sức khỏe yếu vậy á, thì lấy thuốc sao? Thuốc á, thuốc uống á? Thuốc uống đi xuống tạm xa đó, bên trước bên kia. Đi xuống tạm xin thuốc, tạm y tế. Có bao giờ là không có xin thuốc được rồi không có tiền mua thuốc luôn không? Thuốc đâu có, vô trong làng có thuốc trong quán á, mà không có tiền mua. Mà không có tiền mua? Không có tiền mua, bị đau lưng. Lúc con rể em mà rể Úc á, thì chọc kiến được có một đồng hai đồng để mua thuốc thêm cho mà. Dạ. Thì không có tiền. Dạ. Đau. Mà trên ở đây là 3 tháng này. Dạ. Làm lung tung, làm cổ rồi trồng bắp rồi trồng đau lung tung hết. Ngày hôm nay đến đây á thì chị Hồng Mỹ cũng có thăm hỏi rồi cũng có tặng nhu yếu phẩm rồi gạo rồi. Tuy nhiên thì đối với ông cụ bây giờ cũng cần một ít tiền để mà mua thuốc để mà trị bệnh đó cô bác anh chị. Mỗi lần mà Bùi Hồ coi video của chị Mỹ Hồng Mỹ á, có một cái nó ấm lòng là gì nè, chị phải từ cái trái khổ qua rồi từ trái cà rồi từ cái trái bầu trái bí đem đến bà con ở đây, vì đâu đó là người con của Ninh Thuận, chị hiểu cuộc sống của người đồng bào gắt lay á, thiếu thốn về món ăn nhiều lắm. Và đây, cái làng của ông cụ sống á, nó xa lắm, thậm chí là ở đây ngồi là nhìn quanh kia là không thấy cái nhà luôn, đưa mắt nhìn xa là không thấy cái ngôi nhà nào, chỉ thấy mây và cây với lại đá. Ngày hôm nay thì con đến đây, con tình cờ con biết được ông cụ, cũng như là biết ông cụ là một nghệ nhân nữa, thì thôi thì có lương thực thì mới có sáng tác được. Và con chúc ông cụ luôn có sức khỏe dồi dào để mà luôn có giữ cái tinh thần lạc quan để mà sáng tác ra những bài khác nữa. Con thay mặt cho anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ á, gửi cho ông cụ 2 triệu đồng để ông cụ mua thuốc uống với bà cụ. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ. Đó mà đau quá nha. Đau quá. Đau quá, người không đau mà cố gắng. Dạ. Tại vì mà quen người rồi. Dạ. Mà không có làm, có cái gì mà ai mà làm. Dạ. Mà có làm mấy đứa con cái gì người nào cũng có làm. Dạ. Chỉ có lo làm sản xuất, vô con cái là có sức mạnh, rất tệ mà làm sản xuất thôi. Thì bắt nhiều mà làm đồ nghe mà làm không biết làm. Dạ. Không được làm không được. Dạ. Rèn, ní, dao. Dạ. Rồi. Dạ. Cả con cái. Là một thợ rèn để làm ra một cái dao nó đau lưng. Nghe lắm mà làm nghe từ hồi chiến tranh. Dạ, từ hồi trẻ đó. Lê rèn, dao, ní, không biến, ní, dao, rửa, nó lột rồi. Phải có rèn cho nó mỏng rồi để cào rồi cho nó biến. Rồi bao nhiêu cái dao mới được một tờ này? Rèn bao nhiêu cái dao mới được một tờ này? Một tờ này. Bữa đi mà rước bữa là 12 cây. 12 cây được. 12 cây dao mới được một tờ này? 12 cây dao. Mà bao nhiêu ngày? Được một tháng gì một tháng luôn á, một tháng á, một ngày 2 cây, một ngày 2 cây, ngồi suốt rồi đào cái này. Vậy là giữ tiền cho cẩn thận, nghỉ đúng 4 tháng đi nha, uống thuốc với lại mua đồ ăn vòi vỗ đồ vô. Bà vừa làm cũng không lên không được, bà giữ cái con cơm nó khổ. Nhà nước mình hỗ trợ cho bà con đồng bào á, có một ngôi nhà ở dưới, tuy nhiên là ở dưới không có việc làm nên cụ lên đây cũng phải không làm biết, thêm không biết làm thì ăn không thôi. Bây giờ cắt vô đây ông cụ, Ama cắt vô đây đàn tặng con trước khi vô quay cái lò rèn cho cô bác của anh chị, cái lò thổi của cô bác của anh chị biết thôi. Rồi bây giờ ông cụ cắt vô đi, bộ đồ gắt hết trơn rồi nè. Có một cái quần trong nhà. Dạ. Bị mất cái mũi. Cắt được không? Coi chừng mất nha. Mất. Đây con giữ lại đàn đi rồi chút xíu cắt vô. Rồi được rồi, đàn bài nữa đi. Rồi được, đàn được rồi, đàn đi. Tặng con bài nữa thôi. Coi như là chào tạm biệt ha. Đâu rồi, cái cây khải đâu? Bài nào đó? Đó là bài hôm nay, bài hôm nay đó. Đó.
sợ là bài hôm trước kia rồi. Bài hồi chúng ta này. Rồi thôi thì bây giờ chắc có lẽ là cô bác của anh chị xem cái cách ông cụ thổi lửa ngay tại giữa núi rừng. Cũng cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ rất là nhiều đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như tất cả quý mạnh thường quân. Một lần nữa cảm ơn cô chị Hồng Mỹ có kênh YouTube là Hồng Mỹ Ninh Thuận đã đồng hành với em trong cái hành trình em về tỉnh Ninh Thuận của mình ha. Chị có muốn nói lời nào không? Dạ em Hồng Mỹ Ninh Thuận xin thân ái chào cả nhà và các bạn ạ. Thì hôm nay em kết nối với em Bùi Hồ ở Đồng Tháp. Rất là vui và hạnh phúc khi được em đến chia sẻ, lan tỏa yêu thương đến với bà con ở đồng bào miền núi. Ở nơi đây họ sống rất là khó khăn. Điện nè và nước nè, thậm chí nước đi lấy suối ở rất là xa xôi. Thì cuộc sống ở đây đa số bà con an toàn là lá rừng. Chị Hồng Mỹ Ninh Thuận rất là cảm ơn em Bùi Hồ và cảm ơn thay mặt với anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã phát tâm gieo duyên đến với bà con ở tỉnh Ninh Thuận ạ. Và em cũng xin cả nhà và các bạn bên kênh của Bùi Hồ xin hãy ghé qua kênh của Hồng Mỹ Ninh Thuận, ghé qua thăm nhà em để xem những cái hoàn cảnh mà em đã đến. Xin mời cả nhà và các bạn, anh chị em, cộng đồng trong và ngoài nước, xin hãy hướng về còn rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn hơn nữa ạ. Cái cách mà ông cụ sẽ thổi lửa. Thổi lửa bằng cái vòng quay này đây hả? Thổi lửa riêng. Dạ. Riêng dao đằng này đằng lấy đằng. Dạ. Đằng lửa. Có thổi riêng. Dạ. Mình sẽ xem ông cụ thổi lửa để mà nướng khô ăn tại nhà ông cụ. Đang cụ bà nói thôi sao đây chế bụi. Dạ. Đây à, cái đó nước hay sao? Nước hả? Nước thì cứ đi nhanh. Bắt đầu lửa nó lên rồi kìa. Đây là cái cảnh của hồ không hay á. Rồi nó ăn luôn, rồi đi ăn luôn. Dạ. Ôi lửa lên rồi nè. Có đi ăn cái này nè. Hay à. Đúng là một nghệ nhân ẩn mình. Ngay đằng trước đằng sau cũng thôi hết á. Dạ. Đằng sau này cũng thôi hết. Dạ, trước rồi sau thì cũng có hơi hết. Cũng hơi hết. Hơi mang nữa. Đằng sau thôi. Chê bụi chê. Cái đồ thổi lửa này ông chế lâu chưa ông hai? Hả? Chế lâu chưa? Năm 11 rồi. Dạ là thì cũng hơn 1 giờ chiều sau khi dọc cái đoạn đường rất là khó khăn ở vùng núi á, các anh em cũng thưởng thức một buổi trưa cùng với mì và cái đồ thổi lửa này rất là cổ của ông hai. Mình sẽ ăn bốn người sẽ ăn bốn cái ly mì đây ông hai nha. Ông hai ăn mì luôn nha. Ăn no rồi thôi ăn miếng đi cho vui ha. Cho con ăn đi. Dạ ăn no rồi. Ông hai sáng ăn cơm gì? Hả? Sáng ăn cơm gì? Ăn cơm gì hả? Mì luôn hả? Đây, một mì ly mình đã chuẩn bị từ trước. Còn có các anh em cũng có chuẩn bị theo lương khô nữa. Rồi mì ly. Ở đây gặp nhà ông hai thổi lửa để mà nấu mì ăn. Đây. Dạ.
nước sôi cho ông hai. Dạ, mà quay rồi. Sáng chế cái đồ thôi lửa hay ghê á. Sôi chưa? Chưa. Chưa rồi, chưa. Dạ. Đây là bao tay. Bao tay. Thiếu củi, ông hai nói thiếu củi. Ở đây là một trên cái đỉnh núi luôn rồi cô bác anh chị. Đoạn đường vô đây thì kỳ gian nan, khó khăn lắm. Cái ly mì khá là đặc biệt, khi mà chỉ có khoảng phân nửa nước này thôi, chủ yếu là cho cái sợi mì nó nở ra là được rồi. Đây là một bữa ăn rất là đáng nhớ trên trong một lần mình đi về miền núi của tỉnh Ninh Thuận. Như thế này cũng rất quý, tại vì bà con ở đây đa số là ăn với lại lá cây nè, lá mì nè, lá đu đủ nè. Mình có phần ăn gì cũng quý lắm rồi. Tùy theo hoàn cảnh để mà mình thưởng thức cái món ăn. Miễn sao nó no bụng và đầy đủ sức khỏe để mình tiếp tục hành trình là được rồi. Mời cô bác anh chị ha.